chuyện bà cái gì đó, bà năm cháu gà không? Không. Địa ngục du ký không có đọc được luôn. Du ký hả? Chuyện của ba cháu gà mà. Cái chuyện có thật á? Sao vậy? Nứt hả? Con dễ. Cái bữa kia bà nói chuyện là chuyện thật mà. Trước khi in cuốn sách trước đó bà nói Nam Mô A Di Đà Phật cầu thập phương Phật Bồ Tát chứng minh con là tên gì đó gì đó ha. Tất cả những chuyện con nói trong này nó đều là sự thật, nếu không con phải xa địa ngục này kia thế nào đó. Chứ còn bà ba cháu gà, cô ba cháu gà bán gà mày mỗi ngày ấy, giết bao nhiêu gà bán á, có lần kia cũng bệnh không biết bệnh gì á, nằm đó lên hừ hừ rồi đó, uống thuốc gì cũng hết á, rồi cái coi như ngất xỉu mấy bữa vậy đó. Nhưng mà cái ngực còn ấm ấm á, người nhà không có nỡ đem chôn, phải cứ để nằm đó hoài, nằm hình như 12-13 bữa này. Trong khi cổ nằm á thì cổ thấy mình đi xuống địa ngục á, xuống đó gặp một mớ gà vịt á, heo á, nó ngồi đó đợi, nó đợi rồi có Quan Âm Bồ Tát đó nữa. Bữa đó không phải gì, cái chuyện nó chưa tới cái đó đó, thì là hôm bữa cổ nằm mơ, cổ tính sáng ra giết gà giết vịt để đi làm cháu á. Nằm mơ thấy con gà nó chạy về, nó nói sáng mai đừng có giết tôi nha. Cái cổ nói không giết nhà ngươi rồi, ta lấy tiền nấu ăn này kia cái nọ. Nó tao ơi mày dám hả, tao là ông nội của mày đây, mới chuyện kiếp ông nội của mày, mày sao dám giết tao? Bà ba bắn tính bắn đi á, rồi cũng rồi sáng không có giết, nhưng ngày mai sáng quên rồi giết nữa. Đó, trước kịp giết thì cũng nằm mộng y như vậy nữa, 3-4 ngày vậy cái hết hồn à. Nhưng mà không biết sao rồi cứ giết, rồi sau đó cái bệnh nặng mười mấy ngày nằm đó, mê mẩn mẩn ngày đó, cái có bữa đó thấy xuống địa ngục á, còn nằm trên tiết đó thôi chứ chưa chết nữa. Rồi thấy chỗ đây còn ấm ấm, không ai chôn, còn có hơi thở chút đỉnh, nhưng mà nằm đó không có động đậy, nói năng, không có biết ai nói ăn uống. Xuống địa ngục thấy gà vịt địa ngục cả đống nó đợi, mới giờ xuống mà nó nhào tới nó cắn thôi, cắn rồi rên rỉ hết, cái máu chảy tùm lum mà không chết, cắn rồi lành lại, cắn rồi lành nữa, lại thấy nó nhào nó cắn quá trời quá, thấy Quan Âm Bồ Tát cái ngồi nó kêu cứu mà. Nó nói lại ngày lại cứu con này cái kia nữa. Cái Quan Âm Bồ Tát nó biểu tượng nó ngừng á, ngừng rồi nó bây giờ nhà ngươi muốn gì đây hả? Bây giờ mấy cái nghiệp này là nhà ngươi phải trả, chứ bây giờ kêu ta tao cũng cứu gì đâu được đâu hả? Cái bà ba cháu gà nó tại hồi xưa con vô minh con biết à, mà bây giờ nếu mà cho con sám hối thì con về con tu hành ha, rồi con lấy công đức rồi con hồi hướng cho mấy cái người mà bị mấy chúng sanh bị con giết ra nè, cho họ sớm tiêu nghiệp này kia nọ, sớm làm người sớm tu hành, chứ con không có dám giết sát sanh nữa đâu. Rồi cái Quan Âm Bồ Tát mới thông dịch. Tại vì hai người ngôn ngữ bất đồng á, ngôn ngữ gà với ngôn ngữ người khác nhau à. Quan Âm Bồ Tát thông dịch cho gà dịch nghe, nói bây giờ quý vị nghe nói vậy quý vị biết không, cô nói để cho cô tha cho cô có gì cô tu hành rồi á, rồi mai mốt cô lấy công đức cô hữu ứng cho quý vị. Còn nếu quý vị giờ cắn cô chết thì cũng không ai được công đức gì, mà cô cũng đau khổ chết vậy thôi à. Mấy người quý vị chịu không? Ủa gà vậy chứ cặc. Ok rồi thì cô qua cho gà. Cô muốn trở về trần rồi, nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng mà cũng không lẽ vậy. Diêm Vương nói rằng không được, cô này tội ác nặng lắm, hồi đó giờ giết bao nhiêu gà vịt rồi. Tuy rằng có thể về nhà tu, nhưng mà trước khi muốn về nhà tu phải đền chút nghiệp mới được. Rồi. Một á. Còn không á thì về nhà cũng bị nghiệp trở lại như thường hả? Tại vì lẽ ra phải chết rồi, thấy chưa? Lẽ ra phải xuống đây bị chết rồi, mà bây giờ muốn sống thì phải đền nghiệp trước. À. Rồi sao? Cái Diêm Vương biểu rằng phải nuốt hòn sắt nóng á. Thì cô đó cô chịu, cô nói thôi thà như vậy cho cô về sống lại đi tu. Chứ nếu bây giờ chó cắn chết ở dưới á, thì cũng xuống đó xuống địa ngục hoài, không biết bao giờ mới lên được. Họ thà uống mấy hòn sắt nóng rồi được đi lên trở về đi tu á. Trời, cô nói mỗi lần nói thì dễ vậy, nhưng mà mình chưa kịp nuốt nó chạy vô rồi. Nó sợ để cái hòn sắt vô, nó chưa để vô, hình như nó có sức hút vậy, nó hút chạy vô trong rồi. Cô nói mỗi lần nuốt xuống một hòn vậy, thở nó rụng rồi, nghĩa là mình mẩy nó nát nóng, cũng như là không còn
không được diễn tả cái sự đau đớn bằng cách nào nữa. Hồi nãy dịch gà cắn như là đau đớn nó vô cùng à. Mấy cái ngà cồn nó giống là cắn. Bây giờ nuốt hàng sắc nóng rồi, cô nói sao mình chưa kịp, mình muốn đứng đó, mình muốn từ chối nó, mình chưa muốn nuốt, nó chạy vô, nó tự mình nó chạy vô, chạy mình ơi nó vô chạy vô, cô nói nghĩa là xương thịt muốn rã rời tan nát hết như vậy đó, mà nuốt ba hòn như vậy rồi cứ ngất ngư rồi tỉnh dậy rồi Diêm Vương nó thôi được rồi, thả cho nhà ngươi đi về, mới về phải tu hành đàng hoàng, không tu xuống nữa cũng phạt còn nghiêm trọng hơn nữa, mày nó ăn mấy thịt không mà vậy đó. Mà đó là được tha cho đó, chứ còn thôi còn ở dưới còn tù phạt mấy chục ngàn năm nữa. Kinh khủng. Thôi về cái lọc tú thôi à. Tỉnh dậy rồi cái về, tỉnh dậy rồi cả nhà xuống lại không biết chuyện gì đó, nói ra vậy đó. Rồi mới viết ra đó, đợi cho người đời người biết người tu. Dạ. Về nhà ăn chay rồi, không ăn mặn nữa, không giết người nữa. Từ đó về sau tu hành, in sách, in kinh như vậy đó, con được đưa ra người khác đọc. Không có sư phụ con cũng thành cô ba cháu gà. Không có sư phụ chắc con cũng thành cô ba cháu gà. Chắc cháu gì đấy? Cháu gà cô tám. Cô tám cháu gà. Cô tám lòng heo rồi nãy hả? Tội nghiệp ha. Ngu quá sư phụ giờ. Sao ngu quá. Tại mình không biết mà, từ nhỏ được tập vậy mình không thấy nó mình biết thôi. Không biết ai dám làm. Bây giờ nghe nói ăn chay còn ăn mặn thì có tội, mà đâu ai biết tội bao nhiêu đâu. Ai có thấy đâu không biết. Con thấy câu chuyện đó, thì người ta ứng tống nhiều sao mà sao ở mấy chùa để không có ai sợ. Ở đâu ai sợ đâu. Người ta không thấy mấy chùa để. Ta nghĩ cái chuyện nó nói chuyện con đường chơi, mình tự mình không thấy đâu biết đâu. Đợi chừng thấy rồi hết sậy rồi hả. Người ta cứ nói, ta nghĩ là giết sẵn rồi ăn không sao, chắc người ta nghĩ vậy. Mà đa số cứ nói ăn mặn mà tâm không mặn thì được rồi. Ừ. Cứ cãi kiểu đó không. Con nghĩ tu 5 phút hết sức. Nghe vậy mỗi lần nói cái nghe vậy cũng muốn nghĩ tu 5 phút mà thôi. Niệm sư phụ cái đi. Nghĩ tu 5 phút mà không xuống điện ngồi ở 5 phút. Cứ nói ăn chay mà tâm không chay, ăn dùng gì này cái nọ. Chứ con không đỡ hơn mấy cái kia chứ. Phải không? Thân khẩu ý nó mặn hết là chết rồi. Mình thí dụ mình tâm mình mặn mà cái thân mình chay nó còn đỡ, phải không? Đỡ cái thân, đỡ cái nào hay cái đó nha. Cứ nói vậy hoài rồi được cả ngày không tu, phải không? Dạ. Ăn chay lợi nhiều lắm á. Anh em thấy ăn chay rồi ít có người bệnh không? Là tại vì cái nghiệp chứng nó nhả là bớt à. Dạ. Còn mình bệnh rồi tới nhiều người gặp, tới gặp sư phụ có bệnh bớt à. Dạ. Bớt rồi về nhà ăn bệnh nữa. Dạ. Ăn mặn nó làm tiếp. Phải không? Dạ. Ví dụ như ông bác sĩ ông biểu mình bệnh gì đó đừng có ăn này kia hả? Ông bác sĩ ông cho thuốc uống bữa đâu hết rồi về nhà len len ăn mấy cái đồ cấm nữa. Thì nó bệnh trở lại phải không? Dạ. Wow, ấm áp quá hả? Dạ. Sướng thiệt. Đời văn minh hả? Thằng phát minh cái gì đó hả? Cái này chị rất là dịu dàng vậy hơn. Dạ, rồi vậy là đồng tu chắc bữa nhà mà cũng không cái. Đùa làm gì hay bắt chước á. Dạ. Cái này nó lẹ mà. Chứ còn mình xây cái đồ thì mai mốt mình lấy ra không được. Dạ. Con này muốn lấy ra đấy. Vậy. Hay quá ha. Xây mới không có xây được, phải có ống khói rồi nữa mà nó lạnh nó không có bằng cái này. Dạ. Cái này nó tỏa ra xung quanh nè, còn ống khói là lâu lắm nó mới ấm được. Dạ. Nó lên nó đen không trời. À thì đen, cái nào cũng đen. Cái nào cũng đen, mà đen thôi vậy. Hả? Cái đèn đẹp quá hả? Mày muốn mình đặt đẹp khác hả nhỉ? Ấm áp là được rồi, màu đen đen. À, nhân đây con kể sư phụ những cái thể nghiệm mà nói về xúc vật á. Con thiền tâm ấn đây năm mấy, thiền tháng 7. Thì bắt đầu là con thiền, tu thiền pháp môn này đến cỡ cuối tháng 8 thì để chuẩn bị để thử thách á. Con với vài đồng tu học lại học thiền để mà có gì chịu đựng được qua hôm nay chịu đựng. Thì ngày hôm đó con đang thiền, đang nằm thiền á. Thấy nằm thiền nữa. Dạ. Mệt quá, mệt quá. Dạ. Bắt đầu thấy sức hồn từ từ bay lên. Đến đụng đến cái trần nhà đó thì tự nhiên thấy cái gì nó lạ lùng mà nó sợ hãi lắm. Mà nguyên bóng đen nó đè xuống, đè từ từ hạ xuống cái hồn đó, nó hạ xuống thì thấy nó lơ lửng như nè.
cái bắt đầu con không quên cái danh hiệu của sư phụ đi. Sao rồi quên cái gì? Con quên luôn. Dạ quên gì thật luôn. Ờ, sợ quá rồi. Sợ quá. Thì bởi vậy mỗi ngày phải niệm hoài cho nó quen. Dạ. Cái lúc đó lúc mà gặp khẩn cấp mình nó quen rồi giống như automatic vậy đó. Dạ. Chứ đợi tới đó thì thôi kẹt quá rồi. Tại lúc đó con mới tu niệm. Đúng, biết rồi sư phụ nó biết rồi. Tại sao nữa? Không cái lúc đó tự nhiên con hết hồn sợ quá. Cái gì nó đè nặng nguyên người này. Sao? Cái chút nó ma là ma một chút thì không do mình đi lên đó. Con thấy cái bóng cái cánh tay của con quỷ nó bóp nó nghiến cái chân, nó bóp cái chân á. Lúc con đồng tu cái bên con đang nằm, nó cũng đang nằm chắc nằm thiền. Con mới ráng dối cái chân này, con khiêu cái đầu người đó. Mà khiêu không được? Dạ khiêu không được. Đấy con nó bóp, xong cái rồi con lấy cái chân trái, con lần con trái khiêu. Cũng bóp luôn mà con la. Mà cả mấy người ở đồng tu nghe hết à. Mà nghe đau đớn mà nó đau mà sao á. Đến khi một hồi, một chập la quá rồi, một chập. Bắt đầu cái người nó bắt đầu cái bóng nặng đó. Bắt đầu nó nhẹ bớt đi thì thấy ai lên á, con gà, con vịt, rồi con dê, rồi con heo, cuối cùng là con bò, thấy nguyên hình luôn. Thấy nguyên hình. Xong cái con thức dậy biến hồn luôn. Con là con niệm sư phụ mà ngồi tiếng mấy nhắm mắt thấy ánh sáng là không dám nhắm mắt nữa, sợ nữa. Đến khoảng khoảng tiếng mấy là bắt đầu con mới đỡ gì hồn. Thấy nguyên rõ mấy con thú vật. Vậy là biết mình ăn nó mà. Nó tha mình nhưng mà lo mình. Yeah. Nó cũng lại nó bóp một cái cho nhắc mình tu chứ. Hả? Đừng có quên nó hả? Rồi mấy người đồng tu nói ta la la cái gì mà la dữ vậy? La gì mà không ai lại cứu hết. La lại lại rồi con gái cũng được chứ. Tu cũng đã ổn đỡ. Nói dặn là tới khi nghe tao la mình mơ mình ở ngoài mình niệm sư phụ tiếp tao. Tức là lúc đó không quên rồi. Nói chừng nó thì khỏi nói. Nhưng mà có nhiều người như là nằm chim bao cũng còn khôn bị nạn á sư phụ. Tại sao mà khôn cũng còn biết kêu niệm sư phụ cái lúc đó là mình chim bao rồi. Cũng như là con chắc lúc trước chắc tiền kiếp chắc đi lính hay sao bị người ta bắn quá. Bị người ta rượt bắn á sư phụ. Mà tại hồi trước bắn người ta. Trước lòng cả bồi. Bắn rượt theo bắn quá trời, cái con biết là con trả nghiệp chưa. Mà rượt theo bắn cái đạn, bắn càng chiêu. Bắn rồi cái đạn nó bay tới rõ ràng nha, cái con thấy niệm sư phụ niệm lớn lên, cái đạn nó ẹo qua chỗ khác chúng người ta. Cái con nói trời ơi, cái mama lùm tùm rồi vậy, nó ngồi sớm hối rồi. Thấy rõ ràng như vậy, thấy đạn nó đi tới mình đó sư phụ, cái tự dưng niệm sư phụ, cái con nói là con trả nghiệp đó. Hăng sư phụ bắt ta trả vô. Niệm quá ta. Tại đi xe chung vậy đó, cái thấy cái người kế bên. Sao là chim bao thôi. Dạ. Chứ nếu ở ngoài mày vậy chắc chết. Ăn một chút thịt thì trả nhiều lắm á. Vậy điện thường. Khỏi cần đọc thiên đàng địa ngục du ký làm chi hả? Mình vậy là biết rồi ha. Mình tự mình viết một bản, viết một cuốn sách đủ rồi hả? Nhưng không ai sợ. Có nhiều người ha, ăn chay nhưng mà mua thịt cho chồng con ăn á, thì đi ngoài bị quỷ mà đánh á, đánh ngã xỉu đó, xỉu ở mấy cái chợ chứ. Nó nghĩ sư phụ nó thôi cho con ly hôn á. Rồi con đi xuất gia chứ ở nhà tu kiểu này cho chết. Nó động dữ quá, thông báo chửi sư phụ quá trời quá đó, làm biết bao nhiêu người không dám tu luôn. Hồi xưa là nó có 3-4 đứa con nữa, thành ra nó khổ vậy. Thì có nhiều người nó nghiệp nó cũng nhẹ bớt đi, bị đánh thôi chứ còn không có xuống địa ngục rồi, đúng chưa? Mà cũng bị liên hệ đó. Thành ra mình bán thịt bán cáo cũng bị liên hệ hết, chứ đừng nói tôi không ăn là được rồi, không phải gì đâu. Không phải sư phụ nghiêm khắc không cho quý vị ăn thịt để làm cái gì đâu. Tôi đâu ăn thịt đâu, tôi sợ hả? Không phải bắt người chay đâu mà sợ ấy hả? Sư phụ con để ý mấy cái băng xếp, mấy cái cuốn sách của sư phụ đó. Mà con đưa cho người nào mà làm công chức hay làm cái nghề mà không có sát sanh đó. Thì họ welcome, họ không có gì. Mà đưa những người nào mà có cái nghiệp nặng á, họ không thích. Hình như thấy không dòm thấy là không muốn đọc. Không muốn hả? Đừng có đưa cho mấy người đó, họ lại
Tại vì người ta nói bậy rồi em khổ nghiệp. Không phải đưa cho mấy người đó mà công sư phụ. Rủi mò tin mệt tôi lắm. Không mới động được, con không để nha, sao con phân tích ra con thấy rõ ràng. Để từ từ vậy. Thầy con nói sư phụ dặn sao làm vậy. Sư phụ dặn những người nào có cái bằng có cái gì con quên rồi. Mày ăn giống Tết hết luôn. Đã đấy nha. Tết rồi, 2 ngày nữa Tết rồi. Tết gì ta? Ăn được ngày nào hay ngày đó. Mấy người Cali sướng thiệt á. Biết Tết rồi chứ con ở Hiến Sanh con chẳng biết Tết là gì hết luôn. 11 năm con chẳng biết Tết. Cảm ơn. Dạ. Tết tụi nó với gà với thịt nhiều á không à. Tại con sợ nhất đám đông. Sốt xít rồi tùm lum khẩu. Barbecue rồi nó còn nặng nghiệp thêm luôn. Gà cũng đủ tùm lum nhé, đầm nhé hiếp. Làm được quá. Không có tốt gì lắm nhé. Thôi, thà đừng có Tết nhé. Bây giờ mấy chỗ đông sợ, tự nhiên sợ rồi. Không có thích vô nó mấy chỗ đông á, tụi không có thích tới. Tết Tết nhức đầu thì phụ yeah. Thuốc lá rồi tụi lum mình đã ăn thịt không mình thấy mình còn ngán á bị nghiệp chướng nhức đầu à không có nhiều người ăn thịt thôi à, nhiều khi nấu cho cả nhà ăn mà dầu nó văng lên đầy mặt hết may mà không sao niệm năm câu cầu sám hối vậy mà không thấy thẹo gì trơn cái dầu nóng nó văng tụi lum nữa mà sao không cho được điện lực lượng chưa còn bao hồn ăn vậy mà luôn tự mình ăn mặn mình biết cái chuyện nào rồi phải không nói không ai nghe hết trơn rồi được thọ khổ thọ nạn rồi không biết đường đâu cứu lúc đó kêu ai được nữa đâu biết ai đâu kêu ngày hôm nay con đúng 1 tuổi đó thưa sư phụ hôm nay không nâu với con thôi nâu dạ ghê quá đúng trốn nha trốn trà là còn muốn gì nữa đã vô con không dám đi nhiều nhiều đấy con cảm ơn sư phụ ở Louisiana có cái chị tên là Tôn Nữ Thị Hoa thấy cái hoàn cảnh gì đó con thương mà con phục cái chị đó lúc mà truyền ta bắn ở Houston đó sư phụ chỉ đi truyền ta bắn về cái là bị ông chồng quýnh mà con nói không thể tưởng tượng kỳ sao quýnh ta ổng nói là chơi sư phụ đó thì bỏ ổng này nọ đó sao bỏ ổng được bỏ nó đó ổng tìm cách cho chị khai ngộ con nghĩ chắc chỉ nói chắc nghiệp chướng phía trước đó chị già chị nói chị cứ nghĩ tới sư phụ chỉ niệm sư phụ chứ nó cứ kể như là mình trả nợ đi cái bây giờ cũng lâu rồi cái bữa chị nói với con chưa gọi lên chị mừng quá giờ chị nói trời ơi biết không cái sư phụ mặc cái áo mà bà Quan Âm á sư phụ tôi thấy trước mọi người đó tôi thấy ông Kim Bao trước mọi người rồi cái là chỉ nói con chứ cái này còn mừng nữa cái ông xã của chị á bây giờ cái nó lén lén đi cầm sách cũng thường lưng ngó một chút rồi họ cứ để xuất bạc họ nói sao sao nay có cuốn sách này ngộ vậy xong cái chỉ đỡ cho ông tự tài lắm chị cứ đợi đó muốn coi muốn không thì không muốn làm sao làm cái bữa chị đi làm về cái chỉ tình cờ chị thấy ông lén lén mở băng ngắn coi mở băng coi tôi ra giờ trong tắt cái cục dạ lén lén không rồi được ông video hả dạ lén lén không à dạ cứ lén lén hoài à xong cái hồi xưa mà chỉ mà mở băng tới mở băng lên cái lặng quýnh liền vậy hả dạ mở mà chỉ nói sao quýnh chỉ nói còn chưa quýnh mà không có đau chỉ nói quýnh mà không có đau chỉ nói cái chỉ mới nói là chỉ nói mỗi lần đánh thì biết sư phụ bị cũng bị đánh luôn chỉ nói con vậy chỉ nói chỉ đau khổ với sợ chỉ nói chẳng thà chỉ đỡ chỉ đau chỉ nói mà sao không có bầm nữa bộ chỉ nói quýnh xong thấy bầm hết chứ á thì chỉ nói mỗi lần nghĩ tới là cũng đau nhưng mà đau. không có bị tới dạ. Gì lẽ là đánh nó đau lắm á rồi bây giờ cái ổng có hỏi bữa nay bạn có ba anh chờ mở ké là anh coi ké đó anh cứ nghĩ hoài luôn chỉ mừng con mỗi lần có chuyện gì là chỉ gọi lên con chỉ mừng quá rồi cho nó thay đổi rồi mình để dẫn tự tại mình không dám hối cái hỏi lâu hỏi chừng nào sư phụ qua nữa vậy cứ lâu cứ nhắc một câu vậy được ai ông chồng đó hả dạ ông chồng sư phụ rồi nó ghê tôi nghĩ dễ sợ con nghe chị nói nhiều lúc thấy thì ai cũng từ từ họ biết chứ
Bây giờ sư phụ không có đi biện bạch tới chừng nào cũng không ai nghe đâu. Với lại nhiều khi mình tu mà đồng tu cũng không vô đồng tu nữa. Cái đồng tu mà đàng hoàng phải không? Nhẫn nhục phải không? Tự tại, khoan dung, thân ái với người ta. Tới giờ người ta biết chứ. Tu rồi nó cũng có cái gì nó mới đổi như vậy, phải không? Cũng cái bà vợ đó cũng tốt là nhịn nhục, có niềm tin đối với sư phụ. Có lòng nhẫn nại, nó mới chuyển biến người ta, phải không? Cũng tốt hết. Đại đồng tu tốt là cái gì nó cũng tốt. Chứ một mình sư phụ làm sao mà đi biện bạch hết cho tất cả mọi người được. Thế nên ai chửi gì sư phụ cũng làm thinh nè. Chửi đi họ mệt quá họ thôi luôn. Ví dụ bây giờ họ đánh hoài một người họ cũng mệt vậy. Sức người có hạn không? Đánh riết rồi mệt rồi thôi. Còn một người nữa mới chuyện tâm ấn lúc mà sư cô không hư qua chuyện tâm ấn bằng điện thoại rồi. Cái chị đó có 40+ tuổi rồi. Cái chị trời ơi con thấy chị tàm đạo mà con thấy con cũng không ngờ mình thấy mình cũng thua chị quá xa. Chị lượm đâu cũng có những sách của sư phụ thôi. Mà chị đi tìm hết á, vô chỗ nào chị ha, chỗ nhà báo nào, chỗ chị mà báo. Dạ. Biết mà biết địa chỉ Taiwan á, chỉ mới ở Việt Nam mới qua. Thành ra cái gì chỉ nghe người ta nói là ở mấy cái tiệm sách á, thì thường có băng video của những người mà họ thâu rồi họ cho đó. Cái đi tới đúng cái chỗ mà nhà sách Tinh Hoa, mà cái nhà sách đó là hồi xưa cho băng của sư phụ cho con. Vậy hả? Mà họ tính đi chung một đường với con, họ không biết đúng là nghiệp chướng rồi một cái tự nhiên thay đổi rồi. Thay đổi mà còn lại thảm tệ nói. Chị bà vợ thì được nhưng mà ông chồng cứ nói tại sao làm cái gì mà phải ăn chay trường con thấy trong nhà thờ Phật Thích Ca rồi lễ bái rồi dữ lắm mà ăn chay không chịu ăn không ăn thôi chứ gì đó mà rồi cái chị đó chị vô cái chị xin chị tưởng là có chị vô chị xin cũng băng chị xin cũng băng cái hỏi nói cho bà Thanh Hải hả nói vậy xong cái chị nghe cái chị lắc đầu rồi chị lật đật cái miệng cái bộ chị đi ra không ngờ hả chị nói trời không ngờ người ta không biết gì hết trơn vậy là cái chỉ về nhà tao cái chỉ tình cờ biết sao chỉ viết cái lá thư qua đây sư phụ qua đây rồi ở đây mới chuyển lên Becky Becky mới cho cái số ở con con thì tội nghiệp quá chị không có xe không có xe cái con mới có xe hả không có xe cái xong cái con mới lên bây giờ muốn ngoài thì tiền không mua xe cái xong con nói bây giờ muốn nghe bằng hơn sư phụ không thì con đem xuống cái con đang xuống chỉ qua băng không sạc cái tối đi chỉ căng từ ngày phút chiều bắn sao tình cờ cái sư cô con mua qua cái chỗ có tiền ta bắn ôi ông chồng dễ sợ chứ chỉ ai nói là ăn chơi mà ông chồng có rất thịt bỏ vô cái chỉ mỗi lần vậy chỉ cái niệm Phật chứ nó chỉ buồn lắm chứ không biết phải làm sao chỉ muốn bỏ đi luôn vậy đó chứ nó thôi mình cứ ráng đi tại sư phụ có nói đó cái người của mình phải chịu mình chịu trả một thời gian mà hơn nữa nếu mà chị tu hành tinh tấn á thì mai mốt chị được tiền nó bắn rồi thì sẽ chuyển cái gia đình của chị cái con nói con khuyên chị ngày nào chị cũng gọi lên cho con cũng khuyên rồi con cũng đem băng xuống đi chị coi tới bữa truyền nó mắng cái chị truyền nó mắng được rồi cái ông chồng tự nhiên cái sang cái tiệm bán pizza pizza thịt tới thưa cái đụng cái sao cái tự nhiên ổng biết có cái chuyện gì xảy ra không biết mà tự nhiên ổng làm như là cái mặt ổng ghê lắm sao bây giờ sợ lắm sao bây giờ sang cái tiệm pizza mà chị nói là hình như là trong nhà có ma chứa nó khiến cho ổng đủ chuyện mà bây giờ ổng sợ rồi tự nhiên ổng có cái duyên là ổng không dám ăn mặn nữa mà ổng đòi sang cái nhà mà hàng thịt bây giờ ổng không cấm nhưng bà đi tu nữa không cấm nữa không cấm nữa cái con nói đó chị thấy không nếu mà chị tu hành tinh tấn thì chị có thể khó đỡ ở trong gia đình mà cái đó là cái pháp môn của sư phụ là lấy cái tình thương chứ không có lấy cái hận thù thành ra cô chị mà tu hành tinh tấn thì chị giúp hết cả gia đình chị càng tốt mọi người xung quanh cũng tốt đen nhất thì bây giờ biết bao nhiêu người hồi xưa cũng bị bán sư phụ nhà ở vợ đi tu chồng quánh chồng đi tu vợ cản đùm lum hết rồi sau này cũng về thôi cũng đâu có đâu cũng đi lại thăm sư phụ thôi nhiều khi người ta ban đầu người ta chửi bới nhau phản đối mà sau người ta tu cũng tinh tấn hơn mấy cái người mà làm bộ làm tịch lại khen sư phụ ngọt sư phụ sớt lãng hồn lúc cứ đi ra ngoài về ăn thịt mà nói gì bác sĩ biểu không thịt bác nào mà biểu không biểu mà nó ăn thôi chứ không đã nói hết đường hết lối rồi mà còn cái excuse gì nữa còn cái lý do gì nữa để mà biện bạch phải không sách vở nó nói rồi kinh rồi cũng nói băng cũng nói rồi phải không muốn ăn thì ăn chứ nhưng mà nghiệp là phải tự trả lấy á bà
chuyện xảy ra một cái chuyện cuối cùng là đi còn nữa không dạ cũng lượm được cuốn sách hay tôi để trong cái chỗ mà gia phòng bác sĩ đó con cũng để gì đó mà để nó không bác sĩ tại cái chỗ bà đó là hồi xưa quét xô bụi sơn xuống đó thì chị bà có liên lạc cho con một người để mà ấy đó cái rồi con từ tháng sau khám bệnh trong đó nữa nói để cho đi đâu cũng để hết cái chị nói cuốn sách nó tự nhiên nó cứ đặt vô mắt chị à chị mà cái bà chị đó chị nói là chưa bao giờ chị biết ăn chay một ngày không biết ăn chay một ngày khỏi không ăn thịt là không được á cái chị lấy giờ sao đó cái địa chỉ của con á tôi gọi tới thì con cũng đem băng xuống chị bắt đầu coi băng là coi sơ băng là ăn chay luôn cũng đỡ quá hả bác sĩ cũng cứu được người hả đi đâu bỏ sạch thế người ta tôi mừng quá tôi mừng vậy mới được chứ mình tự mình phải thực hiện cách truyền đạo mới được chứ còn sư phụ đâu có biểu gì đâu mỗi người có một cái cách riêng á thấy mình được phước báo mình cũng nên chia đây tội nghiệp ha đó thấy quý vị tu hành vậy sư phụ cũng mắc cỡ đây sư phụ lười nhất không phải kêu sư phụ đâu có ra đâu chị phải mấn người đó, cái vô hình sư phụ giúp tụi con quá nhiều. Không có sư phụ tụi con đâu làm được mấy chuyện đó. Lá thích ở nhà đốt lửa vậy đó, cắt hột dừa trời. Mua chấm cơm. Như bữa cái ông đó, ông ngạo đó. Thấy không? Ngạo sư phụ đó. Tối hay ăn đó, coi tivi. Rồi gì? Vẽ, vẽ hình rồi chơi rồi tinh tinh tinh. Chấm cơm. À, thì vậy thì quý vị kiểu vậy cũng là hoàn pháp á rồi họ không đến họ sẽ đến rồi mình truyền tâm mắng cho họ rồi họ tự tu lấy ha không cần phải lên đài nói chuyện rồi chi cho người ta chửi thưa sư phụ sẵn hôm nay con được 1 tuổi đó sư phụ con kể cái cơ duyên con gặp sư phụ cũng lạ okay. Cái lúc trước con ăn mặn thưa sư phụ mà cuối tuần thì làm đồ chai bán làm đồ chai cái con còn nói làm đồ chai khuyến khích người ta ăn chai mà con là ăn mặn cực kỳ cái cũng làm vô chùa cũng nấu nướng rồi này kia cái mấy bỏ mốt khen rồi. Cái lấy tiền cúng chùa sư phụ lấy cái tiền để giúp gỡ Việt Nam kia cái bỗng nhiên chắc sư phụ thương tình sao cái bỗng nhiên con lợi nhà của một đồng tu đó thưa sư phụ mà con bác đó, theo sư phụ mà giấu không có nói cái dạ không biết sao cái con lợi con đặt đồ mà đồ mặn cái bác nói không bây giờ tôi ăn chay trường rồi tôi chắc sư phụ khảo bả nữa cái con đang nghĩ hoài không được con nói thôi bác làm lần này nó thôi chứ nó không được tôi đã hứa ăn chay trường rồi không có làm đồ mặn bây giờ cô nói cách nào trả giá nhiêu cô không được cái con nói cái này làm cho người Mỹ mà người Mỹ họ làm tập ti trong sở mà không biết ăn chay được không cái con nói cái không nghĩ hoài cái bác cũng cái con cũng kêu lòng con nói thôi được rồi bác cứ làm đồ chay vậy thử coi mấy ông Mỹ ông ăn thử coi sao cái bác làm cho con chả giò với mì xào chay cái vô trong sở nó quan nghênh quá thôi sư phụ là ngon quá nó chưa bao giờ nó ăn thích ăn mà ngon quá cái sau con nói cái này không có một chút thịt nào trong này chứ lần tới làm nữa làm cái này xong con đi lỡ lấy đồ xong con thấy cái cuốn đó là mấy người đã độ cô đó con đi vô nhà cái bác ấy, lúc mà trả tiền nó thưa sư phụ con thấy cái sức cái sư phụ mà cái hồi mới ra đó mỏng mỏng bác úp cái hình sư phụ xuống này nè mà tự nhiên con đi ngang cái có cái sức khúc của cái sức khách cái sách này nè tự nhiên con dừng lại ngay trên đó con nói bác ơi cái này cũng gì vậy mà đâu có hình sư phụ gì đâu con nói cái bác nói cái cuốn này hả cô muốn đọc thì đọc nhưng mà cô không thích thì trả lời cho tôi đừng có nói gì hết trơn nha dặn con mấy chưa đó là sư phụ cũng bị công kích chữ lắm chắc vậy đó có nhiều ít người theo nhiều người hơn 1 năm trước cái con nói dạ không được sao để cho con mượn cái đêm đó con thức tới 2 giờ sáng con đọc hết